lên chạy 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 quá giặt khủng long ngược chạy lấy cây súng hay là cây búa lên nó lên. Cây búa chỗ nào? Cây búa cắt chỗ nào? Cây búa chỗ đó không? Siêu nhân gì mà dễ té quá vậy siêu nhân? Có sao không? Té có sao không? Rồi đi lên đây. Rồi đi lên đây, đi đi. Đi đi tìm khủng long, đánh khủng long nha. Đừng có đi cản thẳng nha siêu nhân. Siêu nhân gì đâu mà yếu mà, nhanh lên. Ờ siêu nhân có con quái vật kìa. Có con quái vật kìa. Thấy không? Chú đằng kia kìa, đánh lấy cái búa đánh nó đi. Ừ đúng rồi, đánh thêm cái nữa. Nó còn nữa kìa siêu nhân ơi. Nó còn nữa kìa. Còn một con nữa kìa, đánh nó luôn đi. Đánh nó. Đúng rồi, hay quá, đánh hay quá siêu nhân ơi, đánh quá giỏi, siêu nhân giỏi quá. Bây giờ siêu nhân đi đây lãng. Kinh ghinh, đây lãng kinh ghinh, đánh khủng long đi chưa. Đó, đó, đó đằng kia kìa. Đó, đi lãng đánh nó nha chưa. Đi chậm chậm thôi nha, đi. Các bạn ơi, siêu nhân có được một đi chạy sữa rồi nè. Chạy sữa gì đây siêu nhân? Lấy ra coi coi. À, chạy sữa này, chạy sữa có hình Doraemon đó nè. Siêu nhân uống mềm quá. Để xin uống miếng nha siêu nhân. Cái gì vậy? Đây. Cái búa này là cái búa không hay búa đóng đinh đâu nha, cái búa này búa đánh quái vật nha. Cầm đi trà sữa để uống chọc siêu nhân chơi à. Này siêu nhân uống không? Này siêu nhân đóng đinh hoài luôn. Nè. Ai cho? Đang. Mới cho. Không có cho. À, coi nè, coi nè. Ngon. Không có cho. Không cái đi cho. Nè. Xin chào đi. Rồi đi. Xin chào các bạn. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta phải đi tìm siêu nhân. Siêu nhân nhện. Ủa mà trời mắt mẻ quá các bạn ơi. Đi xuống đây mình bơi chơi nha. Đây này, này các bạn xem nè. Nhờ cameraman cầm lên cho các bạn xem con hồng hạc này coi. Sẽ bơi con hồng hạc này nha. Xong rồi mình sẽ xuống hồ này mình bơi nè, các bạn nhìn nè. Cái rộng lắm, phía tay trước của mình là phía đó còn rộng hơn nữa ha. Chúng ta sẽ xuống đến chúng ta bơi nha. Ok các bạn luôn. Bây giờ mình sẽ bơm cái mình có trước đi các bạn ơi. Xong rồi sẽ bơm tới cái cánh và tới cái cổ. Nè, bấm nút nè.
cái răng này mình biết mình thắng thắng các bạn, cái răng này mình thắng, ví dụ con này nè, con này là con trai nè, mình đang thuận lợi nha. Nhìn đây có khủng long. Sao nhìn đi, đi hướng này con nhìn nhá. Đi cái súng của mình cất giấu là bí mật ở đây nha các bạn ơi, không có ai tìm ra được đâu. Đây cái súng này thì mọi con quái vật đều phải đồng hành. Em chiến lợi phẩm của chúng ta nè các bạn ơi, một bịch sữa không có hút mà uống luôn. Sô cô la nhẹ té luôn nè, cả một tay luôn. Không biết có chữ thăng bằng không nữa, nào giờ mình chưa lên con hồng hạc này. Ê chết bà. Ê quên quên, lấy cái cây kia, lấy cây kia mau lên. Giờ cặp bến ta ăn bánh cái đi rồi mình phải bơi ra xa nha. Chèo này dài cả mét luôn á, nè thấy không. Nè đó. Ừ.